Xin kính chào toàn thể các bác nhé. Với một cái video đặc biệt này, em sẽ nói về cái sensitivity cũng như là tần số đáp ứng của súc mặt và súc hầm. Như hôm trước thì trong khi em đang yên giấc ngàn sao ấy, tức là đang mơ mộng hão huyền ấy, có một bác khách bác gọi điện bác bảo là thế, em ơi cho anh hỏi cái súc mặt thì nó đánh như thế nào, mà súc hầm nó đánh như nào, giải thích cho bác khách tầm 10 phút. Xong bác khách có vẻ là không hiểu lắm. Thế là tốt nhất là làm một cái video để giải trình quốc hội với toàn thể các bác về súc gọi là súc hầm và súc gọi là súc mặt, để các bác hình dung và rõ hơn nữa các bác nhé. Và cũng bật mí một cái bí mật em đang chia sẻ. Em sẽ có lịch demo các sản phẩm do bên em nghiên cứu và phát triển. Lịch demo em sẽ đăng ở trên Facebook Âm Thanh Kim Ngưu. Mời các bác cùng theo dõi kênh Facebook của em. Thì chúng ta sẽ nói về súc mặt trước đã. Súc mặt các bác hình dung ý, là cái khối lượng màng noa sau cái màng noa ấy, là cái áp lực nó sẽ chịu tải vào sau cái màng noa. Nếu như cái màng noa của các bác ấy, màng mà nó mỏng ấy, thì cái khối lượng thùng nó không được lớn. Mà màng của nó dày ấy, thì khối lượng thùng hãng lớn như thế này. Hoặc là cũng có thể là màng nó cũng mỏng thôi, nhưng cái màng của nó làm bằng cái vật liệu đặc biệt. Ví dụ như là màng noa mà tốt nhất trên thế giới bây giờ đang tin dùng ý, đến từ thương hiệu Adamson. Màng làm từ sợi Kevlar. Mà cái sợi Kevlar là nó chuyên sử dụng cho tàu con thoi, tàu vũ trụ và vật liệu kể như máy bay. Máy bay ý, thì thường thường là sẽ máy bay thương mại nhá, gọi là máy bay chở khách đi, thường thường là vỏ bằng hợp kim nhôm. Riêng về noa ấy, họ không dùng hợp kim nhôm, bởi vì nó bị tác động vật lý vào, nó méo không nắn được. Mà nắn thì nó sẽ hỏng hết màng. Đấy, như sợi Kevlar của nó là cái vật liệu nó rất là cứng. Gần như Kevlar ấy, thì chúng ta sẽ có đến là sợi carbon, thì nó là vật liệu tổng hợp từ than chì thôi. Đấy. Nhưng mà cái sợi carbon ấy, thì các bác mua trên thị trường gần như là không có mấy đâu, gọi là sợi carbon thôi. Chứ còn nếu như các bác mua đang sử dụng cái loại súc nào mà sử dụng cái màng ấy, nó trông giống sợi carbon ấy, thật ra không phải đâu. Em nói thật đấy, các bác tin hay không thì tùy. Gọi là sợi carbon thôi nhưng thật ra không phải carbon đâu. Đấy là sợi tổng hợp hay còn gọi là sợi amiang. Cái màng đó nó có định hình được. Và đấy, nếu mà các bác sử dụng kéo để mà cắt ấy là vẫn cắt được. Nó chỉ được cái điểm cộng. Điểm cộng là các bác lấy vật nào nó gọi là độ cứng, các bác ném vào đập vào thì nó không thủng hoặc không tạo nên bên nõm ở trên cái màng noa thôi, thì mới gọi là sợi tổng hợp kinh gọi là sợi carbon. Còn nếu như các bác đã từng biết một số dòng siêu xe của châu Âu, châu Mỹ thì họ sử dụng siêu xe nhá, không phải là con ối hôi này đâu. Đấy, họ sử dụng cái gọi là vật liệu sợi carbon ấy để làm cái kiểu như là cái vỏ ốp ngoài của xe này. Các bác cô đi va đập thoải mái, chả móp được, mà nó cực nhẹ. Nếu mà cái noa mà làm cái vật liệu màng ấy, thay vì một cái màng nó nặng tầm 300 đến 500 gram thì nó chỉ có nặng vào chưa đến 100 gram và nó rất là cứng. Đấy, nó kiểu như thế. Rồi chúng ta sẽ bỏ qua cái vấn đề này, cái màng noa nhá. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái áp suất nó chịu tải trên cái màng noa nó như thế nào. Đây là một cái súc mặt. Một số các dòng mã súc mặt em hiện tại đang có thì đang có sẵn ở đây là E218. Cái này thì bên em đang bán là 5.8 triệu. Một cặp vỏ và bao ship. Nó có gì đi theo là có thùng này, lưới này, chân cao su này, bánh xe đằng sau nhá. Với nạ dây đấu sẵn bên trong. Đấy, đây ví dụ dây cái này chưa cắm dây rồi thì em sẽ cắm dây vào. Đấy. Thì là cái mẫu như này. Thì cái này nó có một cái điểm cộng là nó đánh được cái nhịp tần số khá là êm. Khá là êm nha các bác nha. Còn nếu như các bác muốn đánh nó cục tính ấy, thì nên sử dụng sang cái dòng như là súc hầm như thế này. Đây là mẫu là S36. Phiên bản này thì em sẽ sau này em sẽ sử dụng cho là noa 15 inch, tức là S30. Còn nếu như S36 mà nắp như này thì bên em không nào. Em sẽ làm S36 cộng, tức là thùng nó sẽ cao hơn, to hơn, dài hơn, rộng hơn thì nó mới được cái tần số đáp ứng như cái con súc này. Đặc điểm chung của một số dòng súc mặt ấy thì là nó được cái nhịp tần số khá là thấp. Nó thường thường là từ 45 Hz đổ về. Tức là dưới 45 Hz nó tái tạo khá là hay, khá là tốt.
Còn với một số dòng súp hầm ý, thì cái điểm đó nó sẽ bị mất đi. Nó chỉ được các cái giải từ 52Hz đến 53Hz trở lên thôi. Thì nó đánh nó có gọi là có nực. Và cái sensitivity ý, trên một cái thùng, trên một cái cụ loa nắp vào hai cái thùng khác nhau ấy, nó cũng khá là lệch. Ví dụ con này thì là nó sẽ đáp ứng cái tần số từ dưới 45Hz, nó sẽ khá là đều. Nhưng mà với một số dòng hầm thì nó bị hụt đi. Thì đấy là cơ bản để các bác hình dung nhá. Đấy, còn về cái súp hầm này thì từ nãy giờ em vẫn nói về cái chủ đề là nó sẽ tạo áp lực chính trên cái màng sau của loa bát. Phía sau cái màng loa bát. Nên là cái màng loa bát của bác đằng sau màng ấy mà các bác sờ tay nhũn nhũn rồi thôi, tốt nhất là một là thay màng, hai là thay cả cụ loa. Đấy, đây là cái đầu tiên. Còn về súp hầm này thì không quan trọng. Các bác có một cái cặp loa bát nào đó các bác đang dùng và cái màng nó hơi kém rồi, các bác có nắp súp hầm này nó mới khai thác được tối đa cái khả năng trình diễn của cái màng, mặc dù kém. Còn nếu như các bác cụ nó mới nắp một cái thùng nó kiểu dạng hầm như này, nó sẽ được búp cái tiếng lên rất là mạnh, không để mất thời gian nữa thì bây giờ em sẽ test demo đo thôi nhá, chỉ đo thôi nhá, cùng một sensitivity, cùng một mức tín hiệu, em sẽ đo cái độ nhạy của hai dòng, một dòng là NS36 và một dòng là E28 trên một cụ loa. Cụ loa tí nữa em sẽ quay cho các bác xem. Đây là giải thích cho các bác tại sao các bác hỏi là súp mặt đánh hay hay là súp hầm đánh hay, thì trái có súp nào gọi là đánh hay theo định nghĩa của em cả. Nó phù hợp với nhu cầu của người sử dụng. Ví dụ các bác bảo thì bây giờ anh muốn nó đánh nó cục tính hay là anh muốn nó đánh nó êm sâu, hãy hỏi thế. Các bác bảo là anh muốn nó đánh êm sâu, lấy cái mẫu này. Sau đó các bác bảo là không, anh bây giờ anh muốn cục tính, anh dã nhạc sản cho thanh niên nó tức ngực, nó khó thở, xong nó nôn mửa ra đi. Ok, lấy cái này. Con này nha, kết hợp vào nó đánh khá là kinh đấy. Phiên bản này thì nó đánh theo em thì nó chỉ hợp với dòng của 15 inch thôi. 18 inch đánh hơi hụt tí. Nó chỉ được cái giải từ hơn 50Hz trở nên thì đánh ok. Còn dưới thì không đạt được. Không mất thời gian nữa, bây giờ em sẽ bê đồ ra đo để các bác cùng xem nhá. Đây là cái thông số của NS36 các bác nhé. Thì đây là cái thông số này, em đang giữ nguyên hiện trường đấy nha, em không có chỉnh sửa đâu. Bây giờ hôm nay là thợ nó hôm nay ốm làm sao nghỉ. Tần số đáp ứng của nó là như em đã kể thì là thường thường nó khoảng từ 52Hz trở lên này. Đấy, đến đỉnh đây là vào 62Hz này. Đến đoạn bắt đầu xuống dốc này 111Hz này. 119Hz này. Xuống đây này. Đấy. Hiện tại là em đang sử dụng cái cấu hình có sẵn ở trên con đẩy xe 20 cộng. Đẩy này mượn của anh khách nhá. Đấy, thì nó đang chia sẻ với các bác như thế này. Các bác dễ hình dung đúng không ạ? Đấy. Ok, thì bây giờ em sẽ nhà nó có đúng một cặp bát thôi. Tập trung vào lấy gỗ với sơn nên là không để dành tiền ra lấy bát được. Nên là các bác thông cảm nhá, bây giờ sẽ bế cái bát ở trong cái này ra. Tháo ra. Đặt trên đây. Quay cho các bác xem và quay cho các bác xem cái cấu tạo thùng. Sau này là em sẽ nắp cái bát đó vào cái thùng này, giữ nguyên hiện trường, không thay đổi gì. Đấy. Và khi nắp vào cái thùng này thì nó được cái tìm nhịp tần số thấp hơn. Đấy. Nhưng nó sẽ kêu nhỏ hơn một tí, tức là cái sensitivity, độ nhạy nó sẽ nhỏ hơn và nó sẽ thể hiện ngay trên cái thông số đáp tuyến này. Đấy. Để các bác cùng xem nhé, bây giờ em sẽ tháo ra để các bác cùng xem và cùng hiểu rõ hơn về súp hầm nó như nào, súp kép nó như nào. À đâu, súp hầm nó như nào và súp mặt nó như nào. Thì như cái mẫu này có nhiều người hỏi rồi, không phải là một hai anh khách đâu mà mười mấy người khách hỏi rồi, nhưng mà bên em không bán. Cái mẫu này là làm sai, làm lỗi nên là cái thông số nó như thế. Bây giờ em chỉ chia sẻ các bác, nói nhanh gọn là chia sẻ các bác là súp hầm nó sẽ kêu to hơn súp mặt như thế nào và cái cấu tạo của cái thùng hầm nó như thế nào để các bác hình dung cho nó rõ hơn nhé. Đấy. Bây giờ em sẽ nắp cái bát trong cái này ra vào cái này. Đấy, để các bác cùng xem và cho các bác xem luôn cái cấu hình của loa em đang dùng, nó là cụ loa như thế nào, công suất làm sao và chất lượng có tốt hay không các bác nhé. Đây các bác nhé, đây là phần cụ loa. Cụ này thì của BNC xịn. Cái bát này là thương hiệu AGLE này, họ nhập chính hãng luôn của BNC nhá. Và BNC có một cái tem đây, hãng này thì lại bóc ra.
đây là cái củ bát EGLA. Như lần trước em có vài lần em giới thiệu ấy, thì đây, đây là phía mặt trước của củ noa. Đấy, các bác hỏi tại sao ấn nó nặng này, thì hai giây em vừa đấu chập rồi này. Cái loại củ noa ấy, công suất nó lớn ấy, đấu chập dây vào ấy, ấn xuống nó nặng lắm, ấn mảng xuống nó nặng lắm. Đấy, vỗ nó không thình thình như con loại này thì đấy, mảng nó nhảy dao động nhiều hơn. Cái này màng nó kiểu nó bị gần như là nó bị một lực cản nào đó. Thì chính là hai cái dây đi noa của cái bát này đang cắm vào đây trong khe đâu nè. Đấy, đang chập dây. Đấy, để các bác biết nhá. Củ bát này thì khá là mới. Bát này mới trên thị trường nó đâu đó nó khoảng tầm gần 10 hay là hơn 10 triệu một củ này các bác ạ. Gần 10 hay hơn 10 triệu gì đó. Đấy các bác nhá. Cái này thì em không bán đâu. Hai cái bát này thì ở trong cái thùng bãi giống hệt này. Thùng nó giống hệt cái thùng này nhưng mà thùng bãi xịn. Và lưới của nó giống hệt cái lưới này nhưng mà lưới xịn. Thì đây là củ bát này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần thùng. Đây là mặt trước nhá, các bác nhìn mặt trước này. Đấy. Và đây cũng là mặt trước này. Thì em để ra đây để các bác xem cho nó sáng hơn. Cái này là bảo anh em thợ vẽ là nắp cái bát 18 inch thì đúng là 18 inch thật rồi. Nhưng cái khoang nắp vào ấy thì nhỏ hơn thế nên là bị... Đấy, các bạn nhìn này. Nó bị nhoét nhoét này. Thế là cái hàng này em không bán. Hôm nào mà tiện chuyến hàng lên trên xưởng là vứt cái thùng này lên xưởng. Bắt ông ấy phải làm lại. Đây là bên trong khoang thùng nhá. Là có một cái khoang này. Cái bát của nó sẽ úp mặt xuống dưới này. Cái màng bát nó sẽ úp xuống dưới và cái nam châm nó trọng lên trên này. Đấy là cái khoang dưới này là gọi là khoang trung trầm. Cửa này gọi là khoang trung trầm. Còn ở trên này có một khoang nữa gọi là khoang siêu trầm. Đấy. Còn như NS18 của Lexo xịn ấy thì nó không phải như này đâu, mà nó nguyên một khoang to đùng đằng sau ấy để lắp bát. Và cái vách này nó sẽ ăn kịch đến đây, tức là một cái khoang thùng của nó nhỏ hơn cái này khá là nhiều. Nó bằng một nửa này luôn. Còn như cái thùng này thì em đang để này để gọi là mình ấy thôi. Chứ còn đúng ý, thì là phải hai khoang bát này nó phải chia riêng thì nó không có sóng chung. Đấy, nó không có sóng giữa bên trái và bên phải và nắp cái củ noa cực kỳ khó nên là phải chia làm hai khoang. Ở bên này một tấm tháo này, bên này một tấm tháo này. Và cái vách kia nó chia hai cái khoang thùng. Nó mới ra được cái sóng âm cộng hưởng hay được. Đấy. Còn như này thì nó phù hợp với các dòng 15 inch thì là đánh là khá là hợp. Thì cái thùng này này em sẽ dự kiến là sẽ chỉnh sửa lại để nắp vào cái loa 15 inch thôi, hoặc là thùng mẫu thôi, tham khảo thôi. Chứ các bác gạ mua em không bán đâu. Trừ khi các bác đến tận nhà, đến tận cửa hàng chú để anh cái thùng này thì em mới bán, nhưng mà cái này gửi đi em không bán đâu, bởi vì nó khá nhiều lỗi. Công làm lỗi nhiều quá. Nhưng các mẫu này thì lại chả thấy lỗi gì cả. Cái ưng ý nhất thì lại nỗi. Cái ưng ý nhất thì lại nỗi. Một cái mà phổ thông thì loại này bán bao nhiêu chả hết thì lại nỗi nhiều. Ở đây nhá, em còn khá nhiều nhá. Những cái thùng này là chưa sơn này. Cái này là chưa sơn này. Cái này là sơn xong rồi. Đây, củ noa nhá. Bây giờ sẽ nắp nốt cái này lên và đặt đúng vào cái vị trí này. Đúng vào vị trí này. Sau đó là sẽ đo để các bác cùng xem là sensitivity của nó là bao nhiêu decibel. Nó chênh lệch nhiều không so với cái kia các bác nhé, nó sẽ có chênh lệch rất đáng kể luôn, rất đáng kể. Bây giờ em lắp vào nhá, sau nó bắt đầu đo lên cũng mời các bác cùng xem. Đây là cái thông số của cái E218 các bác nhá, lắp cái củ noa bát như em vừa quay đấy. Đây là cái thông số của nó S600 này. Các bác đã thấy em nói đúng chưa? Giữa E218 thì cái nhịp tần số từ 45Hz nó sẽ được nhỉnh hơn một tí. Đấy. Coi như con này là điểm thấp nhất cân bằng đây là 52Hz này. Đấy là E218, còn cân bằng đây này 58Hz. Nó lệch mấy Hz thôi nhưng ra một cái nhịp tần số nó khác nhau hoàn toàn. Nhưng tuy nhiên cái hầm ấy bao giờ nó cũng búp được cái tiếng dài trung trầm cao này, từ 80Hz đến 150Hz nó sẽ được búp lên. Và nếu như hầm, một số dòng hầm ấy thì nó sẽ tự động cắt dựa trên cái có sẵn là trên cái cấu hình của cái thùng ấy. Tức nó sẽ có một cái nhịp pha gọi là cộng hưởng ngược với các cái tần số từ 120Hz trở lên. Nhưng một số cái dòng như là năm 2002 ấy, thì không biết em còn lưu đây không nhỉ. Năm 2002 đây
Đấy, thì là các nhịp từ tầm khoảng 115 đến 120 Hz trở đi là sẽ được auto cúp, tức là tự động cắt. Đấy, là các dòng như 502. Còn là S36 thì nó sẽ được cắt vào tầm cao hơn, là khoảng tầm ở đây 130 Hz. Đấy, được chưa? Em so sánh này các bác nhìn đấy nhá. Đấy, nó sẽ được cao hơn và nó nhược cái nhịp tần số cộng hưởng cũng tốt hơn. Đấy. Nên là các bác nếu mà nắn xử lý trên Equalizer thì chỉ cần đo thông số mẫu tầm 3 m hoặc 5 m là các bác có thể làm được. Đấy nhá, thông số của NS600, NS36 khá là ok. Giải cân bằng chúng ta sẽ lấy mẫu từ 51 Hz đến đây là vào 133 Hz, được chưa? Đây là NS36 và sang cái đây là E218 thì chúng ta sẽ lấy cái mẫu cân bằng tại điểm này là 43 Hz nha, 43 Hz đến đoạn này là bao nhiêu đây, là 109 Hz và bắt đầu từ từ thoải thoải xuống dốc. Bây giờ em gạt về bypass là nó sẽ lên một loạt lên luôn nhá. Bây giờ em sẽ quay cho các bác xem. Đấy, đây là NS36, em chờ cái ô tô đi qua đã. Đấy, cái tiếng ô tô ngùng ngùng các bác nghe kỹ này. Bây giờ đang như này nhá. Em sẽ gạt cái công tắc bypass đi. Đấy, cắt xúc. Sẽ gạt đi cái là các bác sẽ nhìn thấy khác ngay. Ảnh thì em vừa chụp ảnh rồi, các bác xem nhá. Đây, non pass này. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Bắt đầu nó bò lên dốc ngay này. Đấy. Bò lên dốc ngay. Còn các bác hỏi tại sao lại có cái điểm này, hai con bát nó sẽ trùng nhau tại điểm này. Để số kép bây giờ mic đang để là giữa tâm hai nòi bát, giữa thùng, giữa tâm của là giữa tâm giữa của tâm thùng nhá. Nắm giữa quá nha. Bây giờ các bác nhìn thông số đi nhá, chụp ảnh lại này. Bây giờ em sẽ gạt công tắc bypass lên này, à non pass lên này. Đấy, đây các bác xem luôn nhá. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đấy, đây là cái chế độ cắt sẵn ở trên gọi là cái cục đẩy của khách em đang mượn tạm. Về cơ bản là nó như thế nào? Cơ bản bây giờ như này này, các bác hình dung dễ hơn này. Các bác có một hệ thống âm thanh nhưng đang bị thiếu súp. Súp là yêu cầu phải có tần số cắt từ khoảng 130, từ 100 đến 140 Hz. Trung bình thế đi. Thì các bác không thể sử dụng cái loại này được. Con này nó sẽ lọt cái tiếng minom vào. Như vậy các bác làm nào? Các bác cần một cặp súp hoặc một cái chiếc loa súp. Đơn giản thôi. Nó phải có tần số auto cúp, tức là tự động cắt khoảng từ 120 đến 150. Thì các bác lựa chọn các dòng súp hầm giống kiểu như là NS36, giống kiểu 502 và một số dòng súp hầm khác thì nó sẽ có được cái auto cúp như thế, rất hay luôn. Nhưng mà các bác lại không cần cái kiểu như thế. Các bác muốn một cái hệ thống súp nào, súp mặt hoặc một cái hệ thống nào súp đại loại như thế để các bác đánh theo kiểu dạng là mid non, tức là trung trầm tầm cao, thì các bác sử dụng súp mặt. Các bác cắt cho em từ 80 Hz nhá. Ví dụ cắt cho em là từ NPF 80 Hz, HPF là 300 Hz đi. Gọi là bổ sung cái giải mid non, tiếng trung trầm tầm cao. Đấy. Còn dưới con này nữa nó có một hệ thống siêu súp cực khủng nữa. Thì đây là sự lựa chọn hoàn hảo của các bác. Nó được cái điểm này, nó mất cái điểm kia. Và cũng chia sẻ luôn với các bác là cái cùng một cái củ bát nhưng chỉ cần khác cái thùng thôi, nó kêu đã khác hoàn toàn rồi. Khác cái thùng kêu nó khác hoàn toàn. Các bác vừa xem đấy. Đấy, một cái loại hầm và một cái loại mặt để các bác hình dung cho rõ nhá. Đấy, loại hầm và loại mặt. Đấy, ví dụ như là cái mẫu này đi, là bypass không có cắt. Và đây nó có cắt. Nó kiểu như thế. Bây giờ như này cho dễ này. Các bác muốn đánh súp nó êm, sâu thì phải lựa chọn là E218. Nó được cái nhịp tần số thấp hơn nữa. Đấy. Nhưng các bác không thích êm sâu mà các bác thích nó phải cục tính để đánh nhạc sàn, các bác lựa chọn các mẫu hầm kiểu tựa như là NS36 đây, hoặc các mẫu hầm, cứ hầm là được, cứ hầm là được. Nhưng nó bị điểm yếu là các cái giải tầm số dưới
50 Hz là nó sẽ bị xuống dốc không phanh. Đây em lấy mẫu cân bằng từ điểm này là 58 Hz. Xuống -3 đây, chúng gọi là trừ không cân bằng, đây là cộng -3 nhá. Thì cân bằng ở không đây là 51 Hz. Đấy, xong là xuống -3 đây. Là bao nhiêu? 46 Hz. Đấy, đấy là NS36. Còn với E28 ấy, thì ví dụ chúng ta lấy mẫu là điểm cộng trừ 0 đi. Đấy, đây là cộng 3 này, dưới này -3, đây là điểm giữa là 0 này, thì là được 44 Hz. -3 là được bao nhiêu? -3 là được 39 Hz. Thế còn -9 nha. Đây ba nhá, -6 này, -9 này. Đấy, -9 nó khoảng tầm 32 Hz. Tức là đo trên cái máy này, đo trên Smart V7, Smart V8 ấy, thì là nó chỉ đạt được cái tầm khoảng như này. Nhưng khi thực tế các bác không để chế độ đo nữa mà đánh nhạc ý, cái đoạn này này nó sẽ bị nhú lên, tức là tự động cộng hưởng lên. Đây là đo đến mẫu tiêu chuẩn thì nó như này. Còn khi đánh nhạc lên nó có thể xuống thấp hơn nữa. Mặc dù NS36 ấy, em bảo là con này đánh khá là cục tính ý, nó không được êm sâu lắm. Nhưng một số bài nhạc em bật trên cái gọi là Spectrum này vào phần quang phổ này, giữa hai phần sóng va này, nó vẫn lên được. Đây em thử nhá. Đấy, thì thực tế đây này, nó còn xuống được dưới cái mức tần số mình có thể nghe thấy được, nó vẫn xuống được. Đấy là trên lý thuyết nó hơi khác với thực hành một tí. Đấy, mà mặc dù là trên điện thoại nó cũng có app để đo, nó cũng có thể lên được. Ở đây cũng chia sẻ luôn các bác nhá, một cái video cực kỳ hay dành cho các bác nào ấy mà đang lăn tăn bây giờ đi làm đám lựa chọn xúc nào nó đánh. Thì đây, video này các bác cần phải xem, cần phải biết. Và bên em cũng nói thẳng luôn, các bác muốn súp ý, mà nó đánh được cái nhịp tần số siêu trầm, nói nhanh là siêu trầm tầm siêu thấp, em có cái loại súp mà đánh được siêu trầm tầm siêu thấp, các bác chỉ cần đặt ra tần số đáp ứng là bao nhiêu hertz đến bao nhiêu hertz, em có thể làm được. Bên em có thể làm được, tự tin nói thẳng luôn các bác là bên em làm không kém gì các thương hiệu lớn ở trên thế giới, mặc dù là hàng thành gióng tại Việt Nam thôi. Các bác có khen có chê đây là tùy. Còn nếu như các bác cần cái loại nào đánh phải cực kỳ là cục tính mạnh, đấy, cục tính là còn mạnh nữa, và tần số đáp ứng của các bác là đề ra là bao nhiêu, bên em đáp ứng được từ trong khoảng là 28 Hz đến 150 Hz, này em có cái loại súp nó từ 28 đến 150. Còn các bác không cần đánh sâu đến mức 28, các bác chỉ cần 31 Hz đến 100 Hz thôi, hoặc là 150 Hz em cũng có. Nhưng mà không phải súp kép mà nó là súp đơn. Bởi vì súp kép ý, thường là cái nhịp tần số cộng hưởng nó sẽ xuống thấp hơn mức mình yêu cầu khá là nhiều. Bởi vì những chương trình nó yêu cầu, ví dụ như là đại nhạc hội ý, nó không cần cái tiếng súp nực, mà nó phải cần cái tiếng súp nó xuống được sâu để tạo một số cái hiệu ứng kiểu như là đại nhạc hội các bác, hay là triển lãm gì đấy, thì nó xuống được sâu hơn nữa. Đấy. Ok, bây giờ là 11 giờ 17 phút rồi. Thì video em thấy cũng có vẻ là hơi dài rồi. Nói qua về súp mà nó phải đến nửa tiếng rồi. Ok, các bác nào quan tâm đến mẫu thùng nào, alo trực tiếp cho em. Đây là hiện tại những mẫu em đang có sẵn. Thì chỉ còn E218 thôi. Còn là 2 cặp, hiện tại còn 2 cặp đang có sẵn tại cửa hàng. Và những cặp các bác nhìn qua kia kìa, một đống kìa, một đống đây này, là đều của khách hết rồi. Nó các bác còn đấy thì alo ngay cho em. Đây là lưới nhá, đây em chưa nắp lưới đâu. Nắp lưới và trông đẹp lắm. Nắp lưới và trông nó lịch sự vô cùng luôn. Đây là kê tạm đây nhá. Đấy, các bác nhìn nhá, nắp lưới vào nó đẹp và lịch sự vô cùng luôn. Đấy, ok, bây giờ em sẽ nắp lưới vào. Và chiều nay là sẽ phá xóm. Phá xóm để test thử cái áp lực trên cái thùng này. Lưu ý, video ngày hôm nay nói về cái cấu hình thùng loa súp, và bên trong thùng loa hoàn toàn không có một tí nào gọi là bông tiêu âm. Để các bác sẽ nhìn thấy và hiểu rằng thùng mà không có bông tiêu âm nó đáp ứng như thế. Và khi có bông tiêu âm vào thì các cái giải trung trầm tầm cao nó sẽ bị hụt và mất đi. Tuy nhiên những cái tần số thấp nó không thể cộng thêm được. Không thể cộng thêm được với các thùng như thế này. Bởi vì thùng nó làm cái thiết kế chính xác rồi. Em bắn bông thử các điểm các góc rồi, nó không hơn được. Tuy nhiên cái loại này thì em không nên bắn. Em để đấy để các bác hình dung thùng nó như thế đấy, đáp ứng như thế đấy. Ok nhá. Và các bác nào quan tâm cái gì thì alo cho em. Còn khen chê trách móc thì tùy mỗi người một ý mà. Bên em thì làm theo kỹ thuật. Bên em có kỹ thuật thế nào làm thế. Còn các bác kỹ thuật giỏi hơn em công nhận các bác giỏi hơn em.
các bác bảo em không biết gì, em công nhận em chả biết gì. Ok, nói vui thế thôi nhá. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.